Chào mọi người, mình là Minh Nga, mình là kiến trúc sư tốt nghiệp trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đã có hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực thiết kế trang trí nội thất, với chuyên ngành là thiết kế các căn hộ, villa, nhà hàng, khu khách sạn và khu nghỉ dưỡng resort. Mình lập ra kênh YouTube này với mong muốn chia sẻ với tất cả mọi người những cái kiến thức và kinh nghiệm của mình về ngành trang trí nội thất. Video đầu tiên hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về cách đọc một bản vẽ mặt bằng tổng thể. Video này sẽ giúp cho các bạn yêu thích ngành trang trí nội thất nhưng chưa có cái kiến thức gì có thể hiểu được một cái bản vẽ mặt bằng tổng thể là như thế nào, hoặc là dành cho các bạn sinh viên kiến trúc hoặc là ngành nội thất hiểu được một cái bản vẽ mặt bằng tổng thể chuyên nghiệp thì sẽ được thể hiện ra sao, hoặc là dành cho các anh chị chủ nhà muốn có thêm các thông tin về bản vẽ nội thất để có thể trao đổi với kiến trúc sư hoặc là với nhà thầu thi công. Bây giờ hãy cùng Nga bắt đầu nhé. Đây là bản vẽ mặt bằng tổng thể căn hộ 2 phòng ngủ. Mình lấy mặt bằng căn hộ để hướng dẫn cách đọc vì mình nghĩ nó sẽ phổ biến với nhiều người. Thì bản vẽ mặt bằng tổng thể là bản vẽ thể hiện không gian của một công trình khi nhìn từ trên xuống mà không có mái của nó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách đọc bản vẽ này nha. Đầu tiên thì mình sẽ đọc nội dung khung tên bản vẽ từ phải qua trái. Đầu tiên sẽ là tên của công ty thiết kế. Các cái thông tin này thì là chỉ là ví dụ thôi nha các bạn. Sau đó là đến tên của cái chủ đầu tư. Tiếp theo là tên của dự án. Và khu vực của cái mặt bằng này thì là thuộc vào cái khối căn hộ của cái dự án. Tiếp theo đó là tên của bản vẽ, đó là căn hộ 2 phòng ngủ, mặt bằng tổng thể. Tiếp theo là giai đoạn, thì giai đoạn của dự án này đó là CD, tức là Construction Detail, tức là bản vẽ chi tiết thi công. Revision là bản vẽ này có cái chỉnh sửa gì hay không. Hiện tại thì ở đây để chống, tức là bản vẽ này là bản vẽ mới. Khi mà công ty thiết kế có các cái chỉnh sửa gì đó trên cái mặt bằng này thì bản vẽ này sẽ có xuất hiện các cái con số ở đây. Mục đích của bản vẽ này đó là dành để thi công và được thiết kế bởi tên của kiến trúc sư sẽ ở đây. Bản vẽ này thì được phát hành vào cái ngày nào. Tỷ lệ của bản vẽ là 1/50. Bản vẽ này có số thứ tự là 000, bởi vì bản vẽ thì một bộ sơ bản vẽ sẽ có rất là nhiều các cái bản vẽ khác nhau, cho nên là mỗi bản vẽ sẽ được đánh các cái số thứ tự và được kiểm tra bởi đây là sẽ là chữ ký của hoặc là tên của cái người kiểm tra bản vẽ này. Và cuối cùng đó là thông tin ghi chú của công ty thiết kế đến với nhà thầu thi công. Thì các thông tin này khá là quan trọng, mình sẽ hướng dẫn mọi người đọc các cái nội dung ở đây ha. Thì đầu tiên đó là nhà thầu thi công phải xác nhận mẫu vật liệu với chủ đầu tư và nhà thiết kế bằng bản vật liệu. Thông tin này rất là quan trọng để đảm bảo vật liệu thi công đúng với các cái bản vẽ thiết kế. Nếu như mà nhà thầu thi công không đưa ra mẫu vật liệu để duyệt trước, sau đó thi công sai thì người thiết kế hoặc là chủ đầu tư có thể dựa vào cái thông tin này để yêu cầu họ làm lại. Thứ hai đó là bản vẽ thi công chi tiết để triển khai ngoài công trường phải được nhà thầu chuẩn bị và có xác nhận bởi chủ đầu tư và nhà thiết kế. Thứ ba là các cái thiết kế này là độc quyền của công ty và không được sử dụng nếu như không có sự cho phép của họ. Cái thứ tư đó là không được phóng to nhỏ bản vẽ. Thứ năm đó là các cái kích thước thì phải được kiểm tra ngoài công trường bởi nhà thầu. Và kích thước hiện tại thì dựa trên các cái bản vẽ kiến trúc. Thông tin này rất là quan trọng, bởi vì ví dụ như là có một cái bản vẽ tủ quần áo âm tường chẳng hạn, mà nếu như nhà thầu thi công không có đi ra ngoài công trường để đo cái kích thước thực tế của cái khoảng âm tường đó ở ngoài công trường mà sản xuất luôn cái tủ theo bản vẽ, thì có thể là khi mà sản xuất xong và đem cái tủ đó ra lắp đặt ở ngoài công
trường thì nó có thể là cái diện tích nó nhỏ hơn, không thể lắp đặt vừa cái tủ đó được. Cho nên là luôn luôn phải để ý là trong bản vẽ phải có ghi chú là kích thước phải luôn luôn được kiểm tra lại bởi nhà thầu thi công tại công trường nhé các bạn. Và tiếp theo đó là thiết kế được dựa trên các cái bản vẽ hiện trạng và được phát hành ra ngoài công trường dựa theo cái hệ thống kết cấu và kỹ thuật. Và cuối cùng đó là tất cả các vật liệu và trang thiết bị phải được lắp đặt theo thông tin kỹ thuật và sự hướng dẫn của nhà sản xuất. Rồi vậy là thông tin của cái khung tên bản vẽ mình đã hướng dẫn các bạn đọc xong rồi. Tiếp theo hãy cùng mình đọc nội dung bản vẽ. Đầu tiên mình sẽ đọc khái quát các cái khu vực của căn hộ này, xem là căn hộ bao gồm những khu vực gì. Nếu như các bạn chưa có một cái kiến thức gì hết về ngành nội thất cũng không sao hết, bởi vì là trên bản vẽ này đã thể hiện rất là rõ ràng các cái khu vực của căn hộ rồi. Ví dụ như đây là khu vực bếp, thì đây là khu vực ăn uống, tức là khu vực bàn ăn, và đây là khu vực phòng khách. Tiếp theo thì đây là khu vực phòng ngủ 1 và đây là khu vực phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính này sẽ được kết nối với một cái phòng tắm chính. Và ngoài ra thì ở đây còn có một cái phòng tắm chung nữa cho cả căn hộ. Và sau đó thì hãy cùng mình là đi vào chi tiết hơn. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là bản vẽ này nó có các cái trục tròn ở đây và ghi các con số. Thì các cái trục đường này là thể hiện cái gì? Thì đây là các cái trục định vị của công trình để xác định cái vị trí kết cấu của công trình. Ở đây là cái hệ thống tường chịu lực. Ngoài ra các cái trục định vị này cũng sẽ giúp mình xác định được là mặt bằng cái căn hộ này nằm ở vị trí nào trên cái mặt bằng tổng thể lớn. Tiếp theo thì hãy cùng mình đọc các cái mô tả ghi chú trên bản vẽ. Thì một cái ghi chú của bản vẽ thì sẽ gồm hai phần, đó là phần symbol, tức là phần ký hiệu, và phần mô tả. Thì ví dụ như là các cái ký hiệu của đầu tiên, đó là ký hiệu tường bê tông, thì các bạn sẽ thấy là cái ký hiệu này được xuất hiện ở trên bản vẽ ở các cái khu vực này, khu vực này, khu vực này và khu vực này, đúng không? Thì như vậy thể hiện là các ở đây các cái nét vẽ này là các cái vị trí tường này là tường bê tông. Thì điều này có nghĩa là tại các cái khu vực này các bạn sẽ không được đập phá hoặc là đục hoặc là khoan, bởi vì là đây là hệ thống tường chịu lực của công trình. Nếu các bạn làm như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết cấu của công trình ha. Tiếp theo đó là khu vực tường gạch xây, thì được thể hiện bằng ký hiệu đó là màu xám. Thì như vậy tất cả các cái đường nét mà có cái màu xám ở đây thì là tường này sẽ được là tường gạch xây. Tiếp theo là tường thạch cao cách âm, thì có ký hiệu là các cái nét gạch xém như thế này, thì các bạn sẽ thấy nó thể hiện ở đây là các cái tường mà phân chia giữa các cái phòng ngủ hoặc là giữa phòng ngủ và phòng khách thì được cấu tạo là tường thạch cao cách âm. Tiếp theo là ký hiệu tường thạch cao, thì ở đây là các cái đường gạch chéo như thế này, thì các bạn sẽ thấy là ở khu vực này các bạn có thể thấy là các cái đường gạch chéo, thì có nghĩa là khu vực này thì sẽ được cấu tạo là tường thạch cao. Tiếp theo là tường thấp, tức là ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là cái tường này nó có ký hiệu là tường thấp, có nghĩa là cái khu vực tường ở đây giữa phòng tắm và cái khu vực bồn rửa mặt thì sẽ được thiết kế là tường thấp. Rồi tiếp theo, ngoài ra thì cái mặt bằng tổng thể thì cũng sẽ giúp các bạn hình dung được các cái vị trí cửa đi cũng như là cửa sổ của công trình. Ví dụ như các ký hiệu này sẽ là các ký hiệu cửa đi. Cửa đi này là cửa đi chính vào căn hộ, và các cửa đi này là cửa đi vào các cái khu vực phòng ngủ hoặc là phòng tắm. Rồi ngoài ra thì các cái vị trí đây là các cái vị trí cửa sổ, thì các bạn cũng sẽ thấy là có các ký hiệu thể hiện rèm cửa, tức là tất cả các cửa sổ ở đây thì đều được thiết kế là có rèm cửa ha. Và cuối cùng đó là một cái mặt bằng tổng thể của một cái căn hộ, thì nó cũng sẽ thể hiện cách người thiết kế bố trí sắp xếp các cái vật dụng nội thất như thế nào.
mình ví dụ như là ở khu vực phòng khách thì các bạn sẽ thấy là người thiết kế bố trí một cái sofa ở đây, tiếp theo là có một cái bàn nhỏ được đặt kế bên sofa và một cái ghế dựa, một cái bàn cà phê ở đây, và ở đây thì sẽ được thiết kế có một cái đèn đứng, và tất cả các cái đồ nội thất này thì được đặt trên một cái tấm thảm. Và đây là tủ tivi, cũng như là tivi sẽ được thiết kế là âm tường. Hoặc là tại phòng ngủ chính thì các bạn có thể thấy là có bố trí một cái giường với kích thước là 1m8 x 2m, hai bên giường có hai cái tủ đầu giường và có treo đèn đầu giường ha. Và đây là cái ký hiệu của cái tủ quần áo, thì đây là các ký hiệu của các cái móc treo đó các bạn, thì đây là cái ký hiệu của cái tủ quần áo. Và đây là một cái bàn làm việc có ghế ngồi và có một cái tivi treo ở đối diện của cái giường này. Và cái phòng này thì sẽ có kết nối với một cái cửa luồng để đi vào cái khu vực phòng tắm chính. Thì như vậy thì là mình đã giới thiệu với các bạn tất cả các cái nội dung được thể hiện ở trên cái bản vẽ mặt bằng tổng thể căn hộ 2 phòng ngủ rồi. Mình đã thể hiện tóm tắt các cái nội dung của khung bản vẽ, các cái ký hiệu mô tả của các cái cấu tạo tường ở trên cái mặt bằng này, cũng như là các không gian và các sắp xếp bố trí đồ đạc của một vài khu vực ở đây. Vậy là video chia sẻ về cách đọc một bản vẽ mặt bằng tổng thể đến đây cũng đã hết rồi. Hy vọng là mọi người đã có thêm một số thông tin về bản vẽ mặt bằng tổng thể trong trang trí nội thất. Nếu mà các bạn có cái câu hỏi gì liên quan tới bản vẽ thì hãy để comment phía dưới thì Nga sẽ trả lời nha. Cảm ơn mọi người đã xem video này và hẹn gặp mọi người ở các video tiếp theo. Nga sẽ chia sẻ với các bạn về các cái bản vẽ khác, ví dụ như là bản vẽ mặt cắt, bản vẽ chi tiết hoặc là bản vẽ đồ gỗ nội thất. Xin chào và hẹn gặp lại.